Câu hỏi của khán giả có gọi điện về chương trình để đặt câu hỏi khán giả Bùi Văn Xanh. Số điện thoại là 01674, 3 số cuối là 706, khán giả đến từ Thái Bình. Nội dung câu hỏi gửi đến chuyên gia như sau. Khoai tây trồng 1 tháng biểu hiện lá héo chết, bới lên củ vẫn tươi, chưa sử dụng thuốc gì, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia tư vấn. Vâng, thưa anh Xanh và thưa bà con, về cái hiện tượng mà cây khoai tây mà lại héo, bị chết héo và xanh, héo xanh gần như cái kiểu có thể gọi là héo xanh. Thế và để phòng trị cái bệnh này thì nó cũng có các cái biện pháp này. Cái đầu tiên mà phải nên làm là trước khi trồng khoai tây, chúng ta bao giờ cũng phải trồng một cái loại cây trồng khác họ cây khoai tây đi. Đấy. Sau đó thì vào chúng ta mới trồng khoai tây thì nó sẽ đỡ. Chứ còn nếu mà trồng cây trước đấy vẫn dùng cái cây họ cà, ví dụ trồng cà chua hay là trồng một số những cái cây cùng họ xong lại trồng khoai tây thì nó cái nguồn bệnh nó lưu cữu ở trong đất, thì khi trồng khoai tây chúng nó lại bị ngay. Và đây là nói thẳng ra đây là cái nguồn bệnh do vi khuẩn nó gây ra. Đấy, để ngăn chặn nó ấy, thì thứ nhất là chúng ta cần phải luôn canh. Thứ hai là có thể tìm được những cái giống mà nó kháng cái bệnh này, hoặc là nó bị cái bệnh này với cái tỷ lệ bệnh nó thấp hơn, thì chúng ta vẫn chấp nhận để trồng cái loại như thế. Ở những cái khu vực thường xuyên bị bệnh ở vi khuẩn héo xanh này thì chúng ta nên tìm lên một cái giống mà có thể nó kháng hoặc là nó chịu được cái bệnh này thì nó sẽ đỡ hơn, cái tỷ lệ bệnh chết nó sẽ thấp hơn. Cái thứ ba nữa là bón cây khoai tây, thì bón cho cây khoai tây bà con cũng rất lưu ý cho tôi là rất thích cây khoai tây, rất thích phân chuồng, cho nên là ủ trộn phân chuồng hoài mục với nấm Trichoderma và lân thì chúng ta bón sẽ tốt hơn rất nhiều. Đừng bón đạm hóa học nhé, lưu ý là đừng bón đạm hóa học nhiều. Đấy, chỉ bón gọi là một chút để cho nó kích cái phát triển, kích thích cây phát triển ban đầu thôi, còn không về sau là không dùng đến, tuyệt đối không dùng đến thì sẽ tốt hơn. Một cái thứ tư nữa ấy, là trước khi trồng cây khoai tây chúng ta cũng nên khử đất cho nó kỹ lưỡng, ví dụ cũng phải cày bừa phơi ải 2-3 tuần rồi khử bằng vôi bột thì đất sẽ rất tốt, sẽ rất sạch sẽ đấy. Đấy, thế thì những cái biện pháp đấy rất là quan trọng. Thế còn có thể là chúng ta cái héo xanh thì bà con có thể là khi phát hiện ra thì bà con có thể dùng một trong các cái thuốc có hoạt chất như thế này, một là casugamycin, thứ hai là một trong các cái thuốc gốc đồng, ta có thể phun 2 lượt cho cây cách nhau là bệnh này.